Sáng 16 tháng 5, Đội Văn nghệ Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tham dự Hội thi Văn nghệ Cán bộ Viên chức Lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 với chương trình biểu diễn mang chủ đề Bay lên Việt Nam. Hội thi diễn ra tại Hội trường Trần Chí Đáo thuộc Nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình thi của Đội Văn nghệ nhà trường kéo dài 30 phút với 5 tiết mục, múa, đơn ca. Chuẩn bị đạo cụ, Đội Văn nghệ gồm các giảng viên, cán bộ nhân viên trường đã được ban giám khảo hội thi đánh giá có chương trình biểu diễn nổi bật, mang thông điệp ý nghĩa. Kết quả, đội thi đã giành giải nhì toàn đoàn cùng 5 giải phụ khác: giải nhì múa Tinh Khôi Giấy Việt, giải nhì tốp ca Ngày Gió và Cánh Diều, giải nhì tứ ca Tre Việt Nam, giải ba đơn ca Thư Pháp, giải ba hợp ca Bay lên Việt Nam. Hội thi Văn nghệ Cán bộ Viên chức Lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động được tổ chức 5 năm một lần. Năm 2019, hội thi có 14 đơn vị tham gia. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Công đoàn Cơ sở Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.